Thời gian gần đây, rất nhiều doanh nghiệp đã tổ chức khai thác chế biến tre để sản xuất thành phẩm hữu ích, phục vụ nhu cầu của người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Pintarali Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu đó với các sản phẩm từ tre làm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Trong năm 2008, công ty Pintarali Việt Nam đã cung cấp sàn tre cho nhiều công trình trong nước, trong đó phải kể đến các căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội như The Manor, Sipucha, khu biệt thự Hồ Tây, Sterling Tower, thành phố Hồ Chí Minh, các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bài Thơ, Bái Tử Long vân vân. Công ty mới khai trương showroom mới tại Trường Chinh với rất nhiều đồ nội thất độc đáo bằng tre ép như bàn ghế, giường tủ, kệ sách, kệ tivi, bàn lát sàn, nhiều đồ dùng gia đình và phục vụ nhà bếp. Sản phẩm tre Ali có vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống và thể hiện giá trị triết lý nhân văn.